Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, con người muốn đạt được thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có nghĩa là phải nắm bắt được đúng thời điểm mới mong có được thành công. Theo đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng chỉ ra rằng, bước vào ngày 11 tháng 9 âm lịch tới đây, có 6 con giáp nếu không tức thời nắm chắc thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp vận đen, cẩn thận vỡ nợ mất trắng, tán gia bại sản, bạn bè xa lánh mà người thân cũng hắt hủi tránh xa. Vậy thiên cơ được tiết lộ là gì và những con giáp này cần phải làm gì để tránh được vận hạn đeo bám? Những con giáp đen đủi trong ngày nay là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phần phân tích ngay sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày đó là những gia chủ tuổi Tuất. 1. Tuổi Tuất. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, tuổi Tuất có thiên quan chiếu vận, được cảnh báo công việc có điểm tiểu nhân tranh đấu, kiện tụng, dính dáng đến chính quyền. Hôm nay, bạn nên nhẫn nhịn, không buôn chuyện, làm tốt việc của mình rồi đi về để bình an vô sự, tránh xa vạ lây. Đừng tình cảm lâm tương xung nên Tuất cũng phải cẩn thận hết sức. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình. Chăm lo cho công việc cũng phải có thời gian chăm lo cho gia đình. Tài vận là điểm sáng trong ngày nhờ hai hành thổ tương hòa. Ở đời đôi khi đừng mưu cầu quá cao, chỉ cần có cơm ăn áo mặc, tiền bạc đủ tiêu và cơ thể lành lặn, khỏe mạnh là đủ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp xui xẻo thứ hai mà chúng ta xét đến là những người tuổi Tý. 2. Tuổi Tý. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, tuổi Tý được dự báo rằng mặt công việc lâm kiếp tài, cảnh báo nên cẩn thận với tay chân cấp dưới, bạn bè làm ăn chung. Nay tuyệt đối không được giao việc cho người khác hoặc là hùn vốn làm ăn chung kẻo mất trắng, tốt nhất là nên tự lực cánh sinh. May mắn một chút với họ là được tam hợp phù trợ nên Tý rất may mắn trong đường tình cảm, quan hệ xã giao đến thân thiết đều thuận lợi. Những người đi ký hợp đồng hay đón người thân về sẽ gặp may mắn, hạnh phúc nhân đôi, cuối ngày được nhiều lộc hơn ngày hôm trước. Nhưng thấy cục diện thổ khắc thủy, cảnh báo con giáp này nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc, xe cộ. Bạn bè mà xin mượn xe thì tuyệt đối không được cho mượn, người lạ cũng vậy. Hôm nay nên ăn phận, đừng động đến tài sản lớn ở trong nhà. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày. Thưa quý vị, để biết mình có thuộc những con giáp tiếp theo hay không, xin quý vị hãy hướng lên màn hình tiếp tục theo dõi những chia sẻ của kênh Phong thủy Gia Cát. Con giáp tiếp theo mà ta sẽ đến là những người tuổi Mão. 3. Tuổi Mão. Những bạn tuổi Mão hôm nay mà có ý định đi thi, xin việc, xin tăng lương thì nên tạm hoãn vì thương quan chiếu vận sẽ cản trở mọi việc. Nếu muốn giữ được cái ghế mà mình đang ngồi thì phải thật khiêm tốn, không xen vào chuyện của cấp trên. Trong ngày tam hội mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Mão cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình. Vận xui đeo bám mặt tiền bạc vì mộc khắc thổ. Tử vi nhắc nhở, trong việc đi lại, di chuyển xa thì con giáp này nên cẩn trọng, đề phòng, tránh những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, làm hao tốn về tiền bạc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba trong ngày hôm nay. Tiếp theo là con giáp xui xẻo thứ tư mà chúng ta sẽ đến, không ai khác chính là những người tuổi Hợi. 4. Tuổi Hợi. Theo các chuyên gia tử vi cho biết, tuổi Hợi có tỷ kiên lâm vận nên công việc thụt lùi, thấy làm gì cũng vất vả, lao tâm khổ tứ mà không được như ý muốn.
Tiểu nhân thì nhiều, mà người tốt thì lại ít. Đi làm đừng quá thân với bất kỳ ai, kẻo có ngày bị chơi xấu lại ngã ngửa. Hôm nay, bạn không nên nghe lời bàn xa tán vào, tranh cãi vô ích. Hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi vì cục diện thổ khắc thủy chiếu vận. Khi ai đó cố tình làm tổn thương bạn, thì bản thân họ cũng đã phải trả giá vì điều đó rồi, nên không cần phải thù hằn làm gì cho khổ tâm. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái là 9.000 anh em. Lúc khó khăn bạn mới biết giá trị đồng tiền đáng sợ đến mức nào. Hôm nay tiền bạc hơi chật vật nhưng không có ai giúp đỡ. Nhờ đó mà rút kinh nghiệm. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là tuổi thứ tư trong ngày hôm nay không được may mắn, con giáp xui xẻo tiếp theo là những người tuổi Sửu, năm tuổi Sửu. Thưa quý vị, nhờ chính quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc là tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra, vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Nhưng bản mệnh lâm tương phá nên trong gia đình dễ có lục đục nội bộ, anh em chưa đoàn kết thật lòng với nhau, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ mà hậm hực, bực bội khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tài lộc ổn định nhờ hai hành thổ tương hòa, con giáp này biết ăn, biết tiêu, năng nhặt chặt bị nên tiền vẫn kiếm ra đều đều, không phải lo khoản ăn mặc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Như vậy là chúng ta đã đi đến những con giáp cuối cùng xui xẻo trong ngày hôm nay. Con giáp cuối cùng xui xẻo trong ngày hôm nay là những người tuổi Thìn. 6. Tuổi Thìn. Vận lâm thiên quan dự báo, đường công việc của người tuổi Thìn khá là bất lợi, đặc biệt là những người đang làm chức vụ quan trọng ở cơ quan. Nên cẩn thận sổ sách, chữ ký, tiền nong, kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở, phá hoại công việc. Tính cách cực đoan, thiếu kiên nhẫn, hay quên, thích được xu nịnh vì lâm tự hình. Bạn không phải người xấu bụng nhưng dễ bị hoàn cảnh đưa đẩy, bạn bè dụ dỗ. Chơi với ai cũng nên cẩn thận một chút, kẻo có ngày bị chơi xấu sau lưng mà không biết. Nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa nên may mắn là không có chuyện xấu xảy ra với tiền bạc của tuổi Thìn. Con giáp này được khuyên là nên làm việc thiện và tu tâm dưỡng tính để thần tài phù trợ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 11 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.